Em tới cho anh chị xem nè, serial number ha, đây số serial number của máy này. Thì khi mình check lên MDM anh chị thấy không, này MDM nè, nó báo ốp này là cái chiếc máy này không có MDM anh ha. Đó, cái thứ hai nữa là những cái chiếc máy bên em Cường á thì là bao zin nguyên bản. Và làm sao mình biết nó zin nguyên bản thì em nói nó vô cùng dễ luôn, chỉ cần có 30 giây thôi là em sẽ biết nó zin nguyên bản hay không rồi. Đây, MacBook hay tất cả các laptop trên thị trường á, anh chị ha, chịu khó giúp em Cường là mình sẽ mở ra coi cái main nó một cái. Ở đây nó có mấy cái lẫy nè anh chị, đó mình cứ gạt mấy cái lẫy nó ra cực kỳ dễ luôn ha. Rồi máy tinh luôn, thì đây là phía bên trong của chiếc máy. Rồi mấy anh thấy không, một cái chiếc máy zin nguyên bản là nó sẽ đẹp đẽ sạch sẽ như thế này nè. Ốc yết của nó là chưa có dấu hiệu mở anh chị thấy ha. Đó, tất cả những cái đều này là zin nguyên bản ha. Và khi mình đã xác định cái máy này là zin nguyên bản rồi ha, và không có em đem, thì bắt đầu mình tiến hành test tính năng anh chị. Mặc dù cái chiếc máy này nó còn bảo hành hãng rất là dài ha, gần một năm, nhưng mà cái nhiệm vụ của mình là cũng phải test thôi. Mình không có thể nào mà mình ỷ lại vào cái việc nó còn bảo hành rồi mình không có test, mình chủ quan á. Thì cái suy nghĩ này của anh em thấy nó cũng đúng, nhưng mà đúng với cái thị trường ngoài kia. Anh sai ở đây là sai cái địa điểm. Địa điểm tại vì chắc anh chưa có biết em máy dùng rồi, bên em Cường bảo hành 12 tháng ha. 30 ngày đầu lỗi bất kỳ cái điều gì là em Cường sẽ đổi lại cho anh chị một cái chiếc máy khác tương tự. Nếu không có máy tương tự thì em Cường sẽ hoàn tiền luôn. Đó là cái chính sách của em Cường từ xưa đến nay. Chị thấy không, nó còn đến tháng 4, 14 tháng 4 2025 ha, thì nó đâu đó là tầm khoảng còn được là 8 tháng nữa. Nhưng mà mình không phải vì cái việc nào mình chủ quan nha, vẫn mở ra kiểm tra đầy đủ hết và test ngoại hình. Thì những cái chiếc máy open box này anh chị biết rồi đó, ngoại hình của nó là không tì vết nè. Anh chị tiết kiệm cho em Cường được 5-6 triệu rồi nếu mà anh hiểu được cái giá trị này. Và quý mến em Cường thì cứ một lần ghé trải nghiệm ha sản phẩm bên em và cái cách dịch vụ hậu mãi bên em Cường, rồi lúc đó mình hãy giới thiệu thêm cho bạn bè người thân ha. Rồi em Cường cảm ơn.